Đối với mình chào các nhà của VTV, sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày Tổng thống Donald Trump nêu đích danh Việt Nam lợi dụng thương mại tệ hơn Trung Quốc. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết không dính vào việc vẽ địa hạt quốc hội và Thượng viện sẽ bỏ phiếu buộc Tổng thống Donald Trump xin ý kiến trước khi đánh Iran. Thưa quý vị, ngày hôm qua là thứ tư uh, 26 tháng 6 trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền hình Fox Business Network, Tổng thống Donald Trump nói về cái quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ Trung Quốc, trong đó có nhắc đến Việt Nam. Và khi được hỏi về chuyện các công ty Trung Quốc chuyển sang Việt Nam để tránh bị đánh thuế nhập cảng khi bán hàng vào Mỹ, thì Tổng thống Donald Trump nói đây là một tình trạng lý thú và nói rằng Washington đang đặt vấn đề này với Hà Nội. Và ông nói như sau, nhiều công ty đang chuyển đến Việt Nam nhưng Việt Nam lại lợi dụng chúng ta còn tệ hơn là Trung Quốc. Đây gần như là quốc gia lạm dụng tệ nhất đối với mọi người. Theo văn phòng đại diện thương mại của Mỹ, thì năm ngoái Hoa Kỳ nhập cảng hàng hóa và dịch vụ trị giá 47.8 tỷ đô la từ Việt Nam, trong khi chỉ xuất cảng trị giá 10.5 tỷ đô la qua Việt Nam, có nghĩa là thâm thủng mẫu trình giữa hai nước khoảng 37 tỷ đô la khi được nhà báo maria batirono hỏi thẳng thừng là liệu mỹ có đánh thuế nhập cảng hàng hóa việt nam hay không thì ông trump không trả lời nhưng ông cũng thừa nhận việt nam là quốc gia mua bá, than đá nhiều nhất của tiểu bang west virginia một điều mà ông nói là ông rất vui và ông còn nói nữa i love west virginia i love uh, west virginia uh, coal industry có nghĩa là tôi thích west virginia và tôi thích kỹ nghệ than đá ở đây và ông còn nói thêm nữa kỹ nghệ than đá ở đây bây giờ đang phát triển nếu bà Clinton đắc cử thì cái nghệ than đá ở đây sống không qua 6 tháng. Thành ra West Virginia bây giờ bán rất nhiều than đá sang Việt Nam. Nhưng Việt Nam lại là một quốc gia lạm dụng. Và ông nói thêm nữa không chỉ có Việt Nam mà có nhiều quốc gia khác cũng lạm dụng. Thì đó là cái thông điệp mà Tổng thống Donald Trump à, gửi cho Việt Nam. Thì một số người lại cho rằng là ông gửi cho Trung Quốc bởi vì ông trả lời cái chuyện này trước khi lên đường đi qua Osaka dự hội nghị G20 mà ông sẽ gặp ông Tập Cận Bình Chủ tịch Trung Quốc điều đó có đúng hay không chúng ta không biết nhưng cũng có nguồn dư luận cho rằng có thể tổng thống Donald Trump lo ngại Việt Nam sắp tới đây sẽ mua hàng hóa của Liên Âu nhiều hơn à, như hiện nay thì có thể sẽ không mua được hàng của Hoa Kỳ bởi vì vào ngày 30 tháng 6 tới đây Liên Âu với Việt Nam sẽ ký cái hiệp định tự do thương mại gọi là EVFTA mà trong đó bỏ hầu hết tất cả các loại gần như tất cả các loại thuế quan giữa Việt Nam và Liên Âu. Đó là tin liên quan đến cái lời phát biểu của tổng thống Donald Trump. Ở sáng ngày hôm nay thứ năm, thưa quý vị, 27 tháng 6, tối cao pháp viện đã ra hai cái phán quyết. Một trong hai cái phán quyết này là um, tối cao pháp viện cho biết là tòa án liên bang không dính dáng vào cái chuyện mà vẽ các cái địa hạt ở trong quốc hội. Chúng ta biết cứ mỗi 10 năm là có thống kê dân số và sau khi thống kê dân số xong ta dựa trên con số ta vẽ lại các cái địa hạt của 435 cái địa hạt tại Mỹ thì đảng nào cái cái cơ quan mà được quyền vẽ địa hạt đó lại là cơ quan lập pháp của tiểu bang thì nếu tiểu bang đó đảng cộng hòa mà nắm quyền thì đảng cộng hòa sẽ vẽ sao có lợi cho mình mà nếu đảng dân chủ nắm quyền thì đảng dân chủ sẽ vẽ sao có lợi cho mình để sao mà trong cái cuộc bầu cử họ có nhiều ghế ở cả quốc hội tiểu bang và cả quốc hội liên bang thì bây giờ bốn năm mới tiểu bang kiện ví dụ như tiểu bang uh, Maryland đó thì nghĩa là ví dụ dân chủ đang nắm họ vẽ như vậy cộng hòa không thích thì kiện bên vào xi nhà đó thì cộng hòa vẽ thì dân chủ không thích lại kiện đại khái như vậy năm sáu tiểu bang kiện thì việc cuối cùng lên tôi có viện tôi có viện bảo không chúng tôi không muốn dính vào chuyện này và sáng nay họ bỏ phiếu năm bốn là tất cả các năm thẩm phán bảo thủ đều bỏ là chống lại cái chuyện xé vào cái chuyện này và họ nói là cái chuyện này phải do cử tri và các vị dân cử tiểu bang quyết định chứ không phải tòa án quyết định tức là Kể từ nay trở đi là tất cả những cái vụ mà vẽ địa hạt là sẽ không bao giờ đưa ra tòa đưa ra tòa liên bang họ sẽ dục ra họ không xử họ cho để cho quý vị xử tự xử với nhau thì điều này nó nói lên cái gì cái lá phiếu cử tri rất quan trọng cho cử tri nào mà đi bầu cho cộng hòa thì cộng hòa sẽ vẽ cái địa hạt các cái địa hạt có lợi cho mình và có lợi cho cử tri theo ý cử tri muốn và ngược lại bên dân chủ cũng vậy thế anh đi bầu anh bầu cho các người dân chủ thì dân chủ sẽ vẽ cái đó thành ra cuối cùng cái 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 cốt lõi vấn đề gì? quan trọng nhất vẫn là cử tri lá phiếu vô cùng quan trọng thành ra có nhiều người bảo là không quan trọng là không đúng nó quan trọng lắm luôn nó quan trọng không những là cái quyền đại diện của mình mà quan trọng luôn cả cái chuyện là vẽ các đi hạt ở tại hoa kỳ rồi vào ngày mai thứ sáu 28 tháng 6 thưa quý vị tại thượng viện hoa kỳ sẽ có một cuộc bỏ phiếu theo dự trù mục đích là để ngăn chặn tổng thống donald trump tấn công iran nếu không có phép của quốc hội theo cái luật mà gọi là War Power Act từ năm 1973. Đã. Thì hai cái người mà đề nghị cái dự luật này đó là Thượng nghị sĩ Tim Kaine của Đảng Dân Chủ tiểu bang Virginia và Thượng nghị sĩ Tom Udall, Đảng Dân Chủ tiểu bang New Mexico. À, mà hai người này cũng coi như là họ muốn như thế này. Họ bảo là nếu Tổng thống muốn đánh Iran thì phải xin phép quốc hội. Nhưng mà một số nhà lập pháp cho bảo là thực ra trong những trường hợp khẩn cấp thì tổng thống có quyền đưa quân đánh mà không cần hỏi quốc hội. Nhưng mà theo luật thì là tối đa là 60 ngày và tối đa là 90 ngày phải rút về. Đó. Thì bây giờ thượng nghị sĩ Mitch và McConnell đó là lãnh tụ đa số thượng viện thì bảo là hai ông này đưa ra thì tôi vẫn phải cho bỏ phiếu thôi. Nhưng mà khó lòng thông qua là bởi vì thưa quý vị sẽ có thể có filibuster là bởi vì bên phía dân chủ cho dù tất cả phía dân chủ là 47 người mà nếu bỏ phiếu thì vẫn cần phải có 13 phiếu cộng hòa là 60 phiếu tại sao 60 phiếu bởi vì sẽ có người bên cộng hòa filibuster câu giờ chuyện để cho cái này không thông qua mà muốn ngăn chặn cái filibuster phải có đủ 60 phiếu thì có lẽ là đưa ra bỏ phiếu nhưng mà sẽ không đi về đâu thì đó là cái chuyện mà xảy ra sẽ xảy ra ở tại thượng viện vào ngày mai có nghĩa là gì hai ông thượng nghị sĩ kia anh muốn đưa ra thì tôi đưa ra nhưng mà không đủ phiếu thôi đó luật chơi nó như thế thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới